Xin chào quý vị, hôm nay trời nóng quá, mình nấu canh bùn ngót ăn. Hôm nay nấu sẵn nấu canh bùn ngót quay cho quý vị xem luôn. Luôn quay luôn mình tuốt bùn ngót luôn. Cái bùn ngót này cắt vô rồi nè, ngót này non không à, cắt rửa sơ qua non. Mình nấu canh bùn ngót thịt heo. Heo này là cái thịt heo, thịt nạc của cái sườn heo. Lấy cái sườn kho này nấu canh ăn. Cái sườn nấu súp chứ. Thường thường á, bùn ngót á, nó cái cây dày nè. Tại đây ở Mỹ mình không có đồ để rửa lớn, nó cây nó dài như vậy nè. Mình bẻ, mình cắt ra làm hai đoạn, thành hai đoạn như nè, là mình nhúng vô nước mình rửa cho nó mau. Cái này mình thái xong vô rồi mình cắt làm hai, mình lấy cái ca nước, cái xô nước gì đó, mình làm, mình cầm nắm như nè, mình nhúng vô, mình vũ nó, tặng cho con sâu gì nó rớt ra, có sâu hoặc có gì nó rớt ra bớt bụi bớt, coi như là đã rửa sơ qua một lần rồi. Mình lạc xong mình rửa lại nước muối một lần nữa là bảo đảm. Nè, này bùn ngót ở nhà trồng, chứ ngoài chợ không có đâu. Nó tại vì ngoài chợ người ta để tủ lạnh thì nó sẽ bị khằn cái lá, nó sẫm ăn, cái người ta gọi là sẫm xì gì đó, mình nghe mấy người nói đâu không biết, mình chưa bao giờ mua của chợ không biết. Đặc biệt cái bùn ngót mà mình thấy đó nha, nó không chịu tủ lạnh, và hái đem vô để dành trong tủ lạnh là chừng ngày sau là cái lá nó già khằn rồi, chừng ba bốn ngày là lá nó rụng luôn á. Nó không thích tủ lạnh. Cái này thích giống dân miền Tây, không thích ở lạnh, ở máy lạnh. Cho nên nhiều người chưa ăn bùn ngót á, chưa ăn bùn ngót rồi đó, rồi bao giờ cái đi chợ mua bùn ngót gì nấu canh á, ăn nó sẫm xì, cái họ chê, họ nói bùn ngót dở, nhưng mà nó không phải, nhà trồng nó khác, ăn ngọt ngon, trời nắng này ăn vô mát á. Mình thấy hồi lâu coi đài TV á, ông đào không phải coi đài, coi video, nói người ta xay lá bùn ngót này, người ta lấy cái nước người ta đồ, trộn vô nếp á, gói gói bánh tét. Còn còn cái nữa mình biết là bùn ngót này trị bệnh, nhiều người ăn nó để trị bệnh nhiều lắm á. Có nhiều người hồi xưa sau 75 đẻ ra, được đẻ ra nó không đủ kilo, ở dưới ốm quá, bác sĩ người ta từ chối, người ta chạy luôn coi như xong rồi á. Rồi có mấy người lớn tuổi người ta lấy bùn ngót nè, người ta nấu cho ăn, giờ cũng uống thuốc, thêm thuốc nam mà họ sống tới giờ bốn mấy tuổi luôn, cũng heo thì mình học khá luôn. Mình nhỏ lớn thì ăn bùn ngót nhiều lắm, nhỏ tại vì ở giường không có đồ ăn, ăn cơm canh bùn ngót làm chuẩn. Canh bùn ngót, rau má, canh rau má nhưng ít canh cả trời, nhiều hơn canh rau má nhưng mà vẫn ít hơn canh bùn ngót.
Bữa nay tính quay video làm bánh ăn chơi, nhưng mà thấy trời ngoài nóng quá, khan tiếng. Thôi sẵn đây nấu canh cho mọi người cái idea để có đồ ăn mát mùa hè. Ăn vô mát liền á. Nhiều lúc người nóng quá, mở máy lạnh càng lạnh cũng chẳng thấy thấm tháp gì á. Mà ăn canh bùn ngót vô không cần mở máy lạnh thấp quá. Mở máy lạnh thấp quá là tốn tiền á. Mà nhà Mỹ thì phải có máy lạnh thôi, không có máy lạnh trời hầm trời nóng này nè dễ bị hư, ở trong nhà dễ bị hư đồ ăn. Nếu mà đồ ăn để ngoài là bị hư rồi, nó bị hầm á, có mấy con này con nọ nó chạy ra, nhiều lúc có gián nữa. Cho nên nhà ở Mỹ hả, hà tiện có muốn hà tiện cũng không được, hà tiện đẻ là nợ á. Hồi dán con bớt cái mấy con nhện nhện này nhiều ra nhiều quá, tốn tiền mua thuốc tiêu diệt còn phải tốn công dọn dẹp giết nó nữa đấy nữa. Cho nên lúc nào phần đông lúc nào con mùa nắng này là phải mở máy lạnh hết, giờ anh người không cần máy lạnh cũng phải cho nó có máy lạnh. Cái này là muốn hà tiện cũng được. Nấu này với thịt ăn. Thường thường đó thì mình thái vô mình nấu một nồi lớn đó rồi để bát vô hộp á. Ăn không hết tôi để đó qua ngày ăn lần kế nữa. Hai ăn hai hai bữa. Mà ăn múc ăn còn phần múc để trong tủ. Chừng nào ăn lấy ra, nhưng mà không có để lâu quá nè, chừng 3 ngày trở lại à, để hơn 3 ngày nó dễ bị hư. Tại trong này hình như nó có axit gì đó không biết, mà nó dễ lên chua. Còn cái thứ hai nữa lấy ra hâm ăn á, hâm mà quý vị ăn bao nhiêu lấy ra hâm ăn hết bữa đó luôn, chứ đừng có hâm lại. Và cũng đừng để đó ngoài một chút là nó bị thiêu liền á, nó lên chua liền á. Vậy mà nó khó tính đó. Thấy xanh mướt mỏng manh nhỏ xíu lá nhỏ xíu. Thôi nói chút thôi để ăn hòm để mình tuốt xong rồi mình hồi kế tiếp cho quý vị xem tiếp, chứ để video dài quá chán à. Còn muốn thì để mình kiếm chuyện nói không. Ở tiểu bang khác thì mình không biết, nhưng mà tiểu bang Florida lúc này nóng lắm, chín mấy độ là chuyện thường. Nhưng mà có bữa mưa, sáng nóng thì chiều mưa mà có sấm sét dữ lắm. Hồi bên Việt Nam mình ở có sấm sét có ấy, nhưng mà không có bằng dữ dội như ở đây đâu, nó làm rầm rầm. Mà hình như càng ngày mình thấy sấm sét nó càng mạnh á. Hồi trước đâu dữ vậy không, trước dữ vậy là hai con chó mình nó chạy tán lận. Nay sấm sét mình thấy đang đứng ngay chỗ cửa sổ gì vậy, nhá sang ra làm cái rầm làm quán chạy. Cho nên ở Florida nếu mà quý vị nếu không biết chồng mình ở Florida nè, cứ coi như hàng tuần là có người bị sấm sét, coi như hầu như hàng tuần có người bị sấm sét đánh trúng. Đang đi có hầm từng rồi phải, ba người đi trong cái công viên nào ở dưới cũng Central Florida thì phải, Central Florida. Tại mình coi News Central Florida, trung tâm Florida, tiểu bang Florida. Sấm đen họ đi ở đâu ha là ngồi mình muốn biết, nhưng mà ở trong trong công viên á có mà bị đánh sấm đánh trúng, bị injury với sấm ấy.
chưa, còn thu né đồ nữa, có thu né đồ nữa. Hôm qua hôm kia gì ở trên Orlando chừng tiếng đồng hồ á, tiếng thu né đồ cuốn ba cái building mà không biết lớn nhỏ. Hay đây là last one. À, sao mình tú xong hả? Nhiều đây. Đây là cây lá. Xong bỏ miếng muối vô, cháy nước vô rửa, chốt ngâm chốt trộn qua trộn lại, ngâm chốt rồi mình rửa, rửa ráo ra, ra vò nó, giò vò nó. Đây còn đây cái này mấy cái cọng nè, dục làm phân tép. Ok, bây giờ đi rửa nè. Chắc không cần cũng được, nhưng mà tại mình bỏ, tại vì cái lá này á hình như nó không có gì dính lên nó được, cái lần nó không có bám nó, nhưng mà mình bỏ vậy cho nó chắc hơn. Còn có gì đây, rửa chén nước vô rửa chừng hai ba lần. À, đầy quá. Rồi sẽ hồi vớt nó lên, rửa tới chừng 2-3 nước nữa, cho chừng nào không thấy có bụi trong nước nữa thì nó sạch rồi. Nó không chịu chìm dưới đâu, nó nằm trên này, nhưng mà lâu lâu mình nhúng, mình đè nó vậy thôi, nó nổi lên trên. Lá này look like con sâu gì nó bò. Đây, đây đi bắt nồi nước. Vũ trước vậy mà nó cũng còn bụi nè. Rồi nhỏ nhỏ rửa vậy. Cái này là mình rửa rau nhà trồng, còn rau mua mình không có biết nè. Thường thường cái này nó không chịu chìm xuống nổi ở trên, cho nên nó hơi rớt ra ngoài. Rửa này ít nhất 2 lần nước. Cái này là lần nước muối. Còn muốn mình lấy sử dụng cái nước ấm ấm á, rửa không được, tại mình nấu hồi mình nấu rồi chứ không có để lâu, cho nên dùng cái nước ấm ấm cũng được chứ không nhỉ. Có cái thau lớn, mình đổ cái thau lớn này. Cái này muốn ăn sạch thì làm vậy thôi, mình muốn kỹ sạch thì thôi, chứ còn mình nhúng nước, mình vũ, mình nhúng hay là nước còn ở cộng mà mình tuốt, mình nổi, mình nấu ăn cũng được thôi, không có gì. Nhưng mà mình làm vậy nếu cho ai thích, ai thích làm cho thịt sạch đó, thì làm như vậy. Mình không có nắm sát cái tay mình đặt như vậy nè. Cầm hơi lơ lơ cái mình vũ nè, chứ không có nắm sát. Đặt coi có nó rớt ra, bụi vớt. Mình
một nước nữa. Vẫn còn bụi không? Rồi mình rửa 3 lần nước rồi ok. Rồi cũng ok rồi, nhưng mà muốn kỹ hơn thì rửa tới khi nào thấy cái nước này mà không có bụi. Cái nước sau khi mình vớt ra không thấy bụi nữa thì còn làm biến, không phải làm biến mà là muốn nhanh hơn thì 3 lần rồi, 1 lần nước muối, 2 lần nước này. Nhiều lúc mình đổ nhiều quá nó chặt, nó cũng bụi, nó cũng ấy, cho nên mình có thể bỏ từng đợt vô rồi mình vũ nó thì nó sạch là lẹ hơn. Cái này thì mình quay để cho những ai muốn biết, cần biết thì ấy coi thôi. Còn ai biết rồi thì có thể bấm fast forward hoặc là mai mốt đó mình sẽ cắt ngắn lại. Thấy nhiều lúc nó đơn giản nhưng mà nhiều lúc mà mình cũng không có biết. Okay, để mình là hai tay cho nó xong rồi à. Trong thuốc, trong lúc đó, mình nếu mà mình nấu dạng mà thịt xương á thì mình bắt thịt xương lên nấu súp trước rồi mình đi rửa cái này. Rửa xong vừa ráo chút là mình có thể bỏ vô được. Còn nấu thịt nạc cũng không cần thiết lắm, mà muốn làm cũng được. Ok. Rồi tiếp tục. Xong. Bây giờ mình bắt cái nồi lên. Cái nồi này không phải nồi để xào, cho nên mình dặn lửa cũng thấp mà mở lên để xào sơ cái thịt này thôi. Đó, cái này thịt heo. Thịt heo cổ miếng sườn mình lót ra. Nó nhiều thịt đó. Rồi cái này sắt xong ướp qua hành với củ hành tiều á, sắt lát á. Hành tây, hành tiều. Chút muối, chút nước mắm này mình trộn để đó, xong rồi lấy nấu canh. Mình này dặn để nhỏ nhỏ. Không biết gì cản, chắc cản cái tay mình không thấy hả? Xào sơ xăng lại mình chế nước vô thôi. Mình nói đã rồi, không có bấm. Ok, nó săn thịt xong rồi. Chế nước nè, nước này nước lấy nước ấm từ cái sink á. Bây giờ mình đổ vô mình nấu.
nấu tới khi này nó sôi lên, rồi bỏ hết bột bỏ, tới khi thịt gần chín mình bỏ bùn ngót vô. Ok, rồi tiếp tục. Trong lúc chờ đợi cái này nó sôi, mình đi làm cái này nha, rồi qua đây xem nha, có cái gì nha. Hồi nấu ăn ngọt á, nó không được đẹp, nó thấy nó bầm dập hết vậy. Chứ để nguyên lá không giò nó ăn nó không được ngọt, nó sảm mà nó cứng, còn giò vậy nó ăn mềm mà nước canh nó ngọt. Sôi, nước sôi bỏ vô. Cái này bữa nay mình nấu ở trong nhà mà có nước mắm, ui giờ nó nực nồng luôn. Mà ở trong nhà, người trong nhà không hay biết ra ngoài sân, mở cửa đi ngược vô mới phát hiện ra, ui giờ nó quá xa luôn. Nếu mà quý vị nào không muốn hôi nhà thì đừng có ướp thịt trong nước mắm, đừng ướp nước mắm trong thịt, nấu chỉ ướp muối thôi, nấu xong rồi cuối cùng á, khi bùn ngót chín rồi á mình mới bỏ nước mắm, hoặc xách ra cái nồi ra ngoài sân nấu cái nồi điện. Cái này mình đang nấu cái nồi điện, lẽ mình xách ra sân được nhưng mà cái máy quay phim của mình nó hết pin rồi, đang sạc pin. Mà ở ngoài sau thì mình sạc, mình nấu thường thường mình không có làm một ổ à, tại vì điện ngoài là điện extension, nó ở ngoài sau á, cho nên nó không phải mạnh như trong nhà. Thường thường mình chỉ làm một cái, mình sử dụng có một cái ổ điện à, hai ổ, làm hai cái lượt nó dễ bị đứt cực chì. Đứt cực chì không phải gì ra, đi ra thanh lại thôi, nhưng mà thanh nó thích lâu hơn nó mới thành on. Bây giờ hết bọt gì thôi, cho nó sôi chút nữa nó chín. Có loại gì, có mấy cái khúc cái cân này nè,
chín thịt rồi mình quay tiếp ha. Chừng nào bỏ một ngót vô quay tiếp. Thì cứ tiếp tục nó nở hết bọt thì mình hớt cái bọt nó bỏ, thì nước nó trong hơn. Còn nếu mình để bọt đầy cái hồi nó động lại, nó rớt, nó thành ra tụ lại cái mấy nhỏ thì nó rớt xuống dưới nó hơi nước đục. Final một thua cuối cùng là mình vớt một lần nữa đây, trước khi mình bỏ vô lấy nước vào trong không. Nếu mà không hớt cái là nó đục ngầu, nó đục, mà nếu mà ai xiên hớt nhiều hơn thì nó trong hơn. Nãy giờ mình cũng có hớt, nó cũng không được trong lắm. Rồi bây giờ bỏ bột ngọt vô. Sôi ào lên cái bỏ vô. Đây, cho bột ngọt vô. Nó sôi 2-3 dạo nêm nếm xong tắt lửa ăn được. Nó sôi đi rồi, tiếp tục. Đó, nó sôi 1 dạo. Muối, nửa muỗng cà phê, một muỗng ăn canh, hai một muỗng ăn phở, muỗng rưỡi. Chế đại mình đàn ngon gì đâu. Rồi, xong tắt lửa được rồi, đi ăn cơm được rồi. Heo, bột ngót, hành tiêu, củ hành tiêu, nước mắm, muối, trong thịt có ướp miếng tỏi để cho thịt nó không tan, xong
bỏ quần ngót vô. Rồi nấu xào sơ thịt xong cái chế nước vô nấu, nấu nó sôi lên nó nổi bọt, hớt bọt bỏ cho nó sôi vài lần nha, cái hớt sạch bọt tới khi nào nó hết. Còn nói chung là hết bọt dơ nổi lên mình hớt sạch đó là mình bỏ quần ngót vô được. Bỏ quần ngót vô cho nó sôi lên một dạo, để nó sôi khoảng 2 dạo nữa là khoảng 3 tới 5 phút, 3 phút rồi bắt đầu mình bỏ muối với nước mắm vô nêm nếm. Xong 2 phút sau nữa là mình tắt lửa, tức là sau khi bỏ quần ngót vô thì khoảng 5 phút là mình tắt lửa. Xong nồi canh quần ngót ăn mát mẻ bảo đảm, cái này dinh dưỡng luôn, vừa mát vừa dinh dưỡng. Mình không biết ở trong này nó có cái gì, nhưng trong lá quần ngót có gì, nhưng mà mình biết nó là good, nó rất good. Cái này chỉ mấy vùng quê, nhà vùng quê ở miền Tây mới có nó ăn đó. Thường còn ở chợ tỉnh đó, mình không thấy bán. Hồi xưa mình không thấy bán thôi chứ bây giờ mình không biết. Rồi ở Sài Gòn hả? Sài Gòn chắc không có, trừ ra ai trọng nhà có ăn thôi, mà có chắc cũng mắc à, tại vì hàng hiếm mà. Hàng ấy ở quê chứ mà hàng biết đâu, hàng hiếm ở thành phố đó. Xong mang canh quần ngót, mùa nắng này mình ăn mỗi tuần ăn lần nghĩ là good á, ăn vô mát liền ít bực bội. Ok, hẹn quý vị thì video kế tiếp. Cảm ơn quý vị theo dõi. Nếu quý vị nào chưa subscribe để biết nhận khi nào mình có video mới lên, biết đâu mình có gì mới, topic mới hơn, có gì mới hơn để share. Mình có một cái channel khác, cái channel kia là mình hợp tác với ba mình, nói chung là hợp tác cùng lum. Có mấy đứa cháu nữa mà mình này không có làm nên nữa, mà mốt không biết cái sao nhưng mà giờ chưa không có là chỉ lên bà. Mình quay bộ ba là trồng cây trái đồ, trồng cây đồ rau cải đồ, quay những mấy cây cỏ, mấy cây ăn trái, cây đồ của ba trồng đó. Đó cho quý vị xem. Rồi có nhiều lúc hỏi ba mình cách trồng, xong người hơi trái cây, quay đồ đi chợ, quay để coi đã quay gì, quay đồ dùng mua trong nhà đó. Quý vị, mình có để cái nó ở bên thông của cái channel này, nó tên hiện tại mình để Người Việt Toàn Cầu 2. Và quý vị nhấn vô đó subscribe để nhận video mới của nó. Cũng sẵn đó, help mình make up được 1000 subscriber đúng không? Cảm ơn trước. Mình nói hiện tại mình để Người Việt Toàn Cầu 2 tại vì không biết tương lai mình hứng lên mình đổi tên ra nữa. Ok, hẹn quý vị gặp video kế tiếp. Bye bye.